Tự đi vô lòng đi, tự đi vô lòng hay lùa hả? Bây giờ làm sao, muốn tự vô hay là muốn muốn tự vô hay là muốn đánh đòn rồi vô chui vô đó, tập tập cho nó vô vậy cho nó quen các bạn ơi. Rồi, xin chào tất cả các anh em đam mê chim kiển nói chung và chim cu gái nói riêng. Rồi chiều nay rảnh quay lại cái vàng cho các bạn xem ha. Thì ở đây mình mới bắt thêm mấy cái vàng này để mình nữa mình nuôi mấy em lên khách, hoặc là để cho nó thừng nó dạng hơn để dễ mình dễ ghép sinh sản á. Chứ mình nuôi cho ma quy Hả Lan thì nó tới chừng nửa ghép lại nó khó ghép quá. Nó không ghép theo ý mình mà nó ghép theo ý nó không à. Rồi mình nuôi vậy nữa mình biết con nào giọng nào á, cái mình ghép từ chúng để cho ra những đợt con nó hay hơn. Rồi với sẵn đây chia sẻ với các bạn một số vấn đề là việc mình mua bán chim rồi này nọ đó, rồi giao dịch trên mạng rồi đó ha. Đó, đây mình làm mấy cái lồng nè. Tuy rằng mấy cái làm lồng nuôi nhưng có đầy đủ sân chơi cho nó hết ha, sân đất cát đồ hết ha, máng ăn bể tắm này nó có đầy đủ hết á, dài đẳng luôn. Rồi đây chưa thả mấy em nào vô hết, chờ mấy em nào nó ăn mạnh hết á, tức là ăn uống thành thục hết rồi, sắp bốn con còn nữa thả vô cho nó biết đường nó ăn, đừng chơi với, chứ thôi nó sống tập thể như mấy cái lồng nó ăn quen rồi. Rồi ha, đó làm thêm mấy cái nữa. Rồi thì sắp tới mình sẽ làm thêm một vàng đây nữa đó, một vàng đây nữa, vàng đây nữa, rồi vàng bên hông kia để sinh sản nữa. Các bạn thấy mình gãi vô sạch sẽ không, thì để đón những trận mưa mà lâm râm lắc gắt rồi đó, cái trận mưa đó ẩm thấp mình đón trước, mình gãi vô trước đó. À, đây thì mấy đợt mấy em này cũng quay lại cho các bạn xem ha, đúng còn hết. À. Đây. Thấy camera chị, thấy camera trẻ nó gì đó hết hồn. Mấy em nào quen camera thì thôi. Thì có các bạn nói rằng mấy chim mình là rất vậy, các bạn tưởng rằng chim mình ở đây là nó tức là một giống một nó duy trì ra, tức là các bạn tưởng là có một đôi bố mẹ rồi nó sinh sản ra nhiều như thế này rồi nó duy trì dần làm nguyên cái trại mình là toàn là tức là một giống chui ra, là một cặp tổ tiên bố mẹ chui ra. Các bạn nghĩ vậy là không phải nha, đa số ở đây là không có cái con nào mà nó gọi là nó không khi nào mình bắt cặp trùng huyết hết trơn nha bạn. Các bạn gọi là trùng huyết á, nhưng mà thật ra thì cái loài chim cu với loài chim cu loài bồ câu này nọ thì nó không có trùng huyết nha các bạn. Nhưng mà mình không trùng hay không trùng gì mình cũng không có bắt chung một đôi à, tại đây mình muốn tạo cho nó nhiều giống nhiều dòng á các bạn, với mình cho nó đẹp đẽ với thần phong mỹ tục á à. À, anh em không cho sống chung á, chứ còn các bạn nuôi một tổ anh em sống chung sinh sản bình thường không có gì hết. Rồi cũng như mình vậy thôi, thì đó một đôi mình bắt ngoài thiên nhiên rồi nó đẻ ra, xong cái mình nó đẻ ra mình lấy lứa đầu, lấy mấy lứa đó, còn mấy lứa mình bán cái mình mua lại mấy lứa khác, bắt đầu cái mình lai từ từ, chứ đâu phải là một đôi một giống cha mẹ đó mà nó ra ngoài gì đâu đó.
Tụi này thì nó biết mổ ăn nên hết được các bạn ơi. Cho nó ăn sâu gạo, ơ lộn lộn, cho nó ăn con sâu canxi của đính đen các bạn ha. Quất hết trơn á. Cho nó ăn cho nó có chất này nọ, khỏe mạnh. Sâu gùi đính đen thì rất là bổ. Đây, ngói bạch tạng này các bạn, ngói bạch tạng, đó. Thì mình nuôi chủ yếu là cũng vì đam mê thôi các bạn ơi. Mình bắt thêm dãy đây nữa là mình bắt những giống, những dòng ở mấy cái nơi khác về ha. Làm thêm vài dãy nữa rồi mình lai ghép với nó cho nó ghép với nhau đó. Đây mấy lá cây này là có tác dụng là nó giải nhiệt các bạn đó. Mấy cái nắng trưa rồi nó nắng hóc rồi đấy nọ, mình để cho nó giải nhiệt bớt. Ở trong đây có con mái nó cũng kêu ổ nhiều lắm rồi, mà con trống nó cứ gù gù mà nó không biết, chưa biết đạp nữa các bạn, trống còn tơ quá cho nên chưa đẻ nữa đó. Thì mình giải vô vòng vòng hết cho nó sạch, lâu lâu mình giải một đợt. Các bạn thấy chưa? Đó. Con trống này là mình con mái là cái mái là con chim giống nhà mình là đậu ở trên đó, là con mai con trống ở dưới. Trống dưới là mình mua ở nơi khác về. Cũng là của con luôn. Hai này nó chưa tới tuổi đẻ đâu. Thôi ở trong đây mình cho các bạn xem nè, nó nở nè. Đó, nó nở mấy con rồi đó. Đó, nở trong cái gập chuột đó. Thì cái tổ này nó nở 3 con nha các bạn. 3 con là tại vì mình hôm bữa qua nhà anh thợ xe anh cho mình hai trứng mà nó sắp nở rồi đó. Mình về mình bỏ vô đây 1 trứng, bên kia 1 trứng thì nó nở hết rồi các bạn ơi. Bỏ vô 4, bỏ vô 2 trứng thì sợ nở 4 con nó nuôi không sể, cho anh nuôi 3 con thôi. Còn bỏ bên cái tổ sọt đỏ đó, 1 con nữa. Thì cũng may mắn là nó trùng, nó trùng ngày với mấy chim mình đây, về mấy chim mình vừa đây mình vừa thấy nó nở ra một con rồi mình bỏ trứng nó vô luôn, rồi cái ngày sau trứng nó nở luôn. Cũng may mắn là nhờ vậy cái đôi này nè, cái hai cái trứng nó sống sót chứ không thôi nó đi tiêu rồi các bạn ơi, tại anh mở ảnh không có chim ấp đó. Bố mẹ nó đó các bạn thấy chưa? Đó, cái con mái các bạn thấy bự con không? Cái đôi này nó đẻ ra con đẹp đẹp không ạ? Thì con trống này đó, con trống mồi của ai sao nó xảy á? Bay lại nóc AV mình nó ở. Con mái này, con mái hồi đó mình bắt ở trên cây. Bắt ở tổ trên cây xài. Đó, thấy bông mơ đỏ, đôi vân rồng này chưa chịu đẻ nữa. Rồi quay đáo sơ cho các bạn xem cái nữa nha, rồi mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề mua bán chim nha. Quay đi ra đây chơi nè. Chơi đi ra chơi nè. Ra con. Đó. Đi chơi đi. Bay nè, bắt đầu bay. Sải cánh bay tạt 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 tạt. Ra đi chơi đi. Đó. Thì mấy cái dàn chim mình ở đây là mình lúc đầu mình cũng bắt ở ngoài thiên nhiên được 2 đôi các bạn. Cái mình nuôi lên nuôi quý nuôi vui vui vậy nè.
rồi thả vô cấp trước mình nuôi trên Long An, mình thả vô quy xong nuôi nuôi cho nó đẻ. Mình cũng không có, mình cũng may mắn nữa, mình nuôi tới bắt đầu tới 5 tháng mấy à, cái bị ngại cái ổ đẻ, mình cũng đâu có biết là nó đẻ nuôi là nó sinh sản được đâu, cái chuyện đẻ rồi. Đẻ rồi mình tưởng nó đẻ vậy thôi chứ không ấp nở, mà nhà ấp nở luôn. Rồi bắt đầu từ đó cái mình thấy nó thích cái mình nuôi luôn. Rồi xong cái mình cũng bắt ở ngoài được thêm thêm nữa. Bắt ngoài thiên nhiên thêm thêm nữa rồi nuôi nuôi lên rồi cái sau đó mình bán mình đưa con rồi mình mua lại mấy chỗ khác này nọ rồi giờ nó ra được nhiều vậy đó các bạn. Thôi bay dữ. Cỡ này không cắt cánh thả ra gì nó quảng hồn nó bay là kiếm hơi mệt đó các bạn ơi. Cái này nó giật mình nó ưa quảng lắm. Thì mình nuôi nhiều số lượng nhiều mà mình đâu có để một cặp lớn lên vậy nó đẻ ra đâu các bạn. Mình bắt chéo nữa, trừ khi mình có một đôi hai đôi ha, một đôi hai đôi gì nọ thì mình mới cho nó sinh sản vậy đó, cho nó cùng đôi sinh sản, cùng nuôi nhiều thì mình ghép qua ghép lại coi cái đôi nào nó đẹp đẽ tướng tá hay giọng gái thì sao đó mình ghép nó lại. Còn mà chim một đôi thì vẫn không có trùng huyết nha các bạn, nó cái dạng da cầm này nó khác hơn cái dạng mà động vật có vú. Rồi về vấn đề chia sẻ các bạn mua chim ha, thì các bạn mới chơi thì các bạn mới bắt đầu chập chững chơi, mới bắt đầu sở thích chơi thì các bạn lên mạng xem những chỗ nào uy tín, những chỗ chạy lớn á, tức là những cái chỗ chạy lớn á thì nuôi khá là nhiều. Chứ mà những nơi mà bán mà chim đẹp, chim mắc rồi đó, nuôi nhiều chim rồi đó thì ta bán rất uy tín, chứ không ai đi lừa gạt các bạn vài trăm ngàn làm gì. Với tại vì các bạn mua chim mà các bạn cũng như mình thôi thì mình sợ chuyển tiền trước rồi người ta không sợ không có gửi chim này nọ rồi đó. Cái đó thì nhiều khi các bạn mua những cái nít mà bán dạo lang bang á, bán dạo lang bang trên hội trên mạng rồi đó, nít mà không dám để hình avatar rồi nọ luôn đó, rồi những không có một không thấy quay chạy quay gì này nọ chứ mà đăng bán rồi nè, cái đó thì các bạn bị lừa gạt thì các bạn phải chịu thôi. Còn các bạn mua mấy chạy lớn không ai đi lừa gạt các bạn làm gì đâu. Với có nhiều bạn mua cái đôi chim 300k mà kêu bao ship bao này nọ bao lum nhưng rồi có nhiều bạn cũng mắc cười cũng vui lắm, mua cái đôi cụ pháp con 100k hỏi có bao ship không. Mình nói với các bạn là chim cò ship là 100.000 tiền ship đó. Rồi còn phải chạy lên tới tỉnh, mình ở đây mình phải chạy lên tới tỉnh, lên là tới tỉnh tới bến xe này gửi là mất 50.000 tiền phí nữa. Các bạn hỏi mình bao kiểu đó là mình bán cho đôi chim cho các bạn là mình phải mất thêm 50k nữa. Cho nên mình nghĩ thấy cũng vui. Các bạn hỏi nhiều khi cũng vui. Mà các bạn nào mà mua sở thích nuôi vui chơi mà kỳ cò vài chục ngàn tiền này tiền nọ đó là các bạn đó, mình cũng không bao giờ bán cho các bạn đó, tại vì các bạn mà kỳ cò như vậy thì cái đôi chim nó về với các bạn, cái đôi chim đó sống thật sự là nó cũng không có hạnh phúc đâu với một người chủ mà có tính tình kỳ cò như vậy. Vì mình bán một đôi chim cho các bạn là mình cũng không phải mình bán rồi là cho qua, mình bán mình cũng phải hỏi thăm tình hình sức khỏe này nọ làm sao rồi, chứ không phải bán cho các bạn rồi bán rồi bỏ thí nữa. Bán cho các bạn mà các bạn nuôi được mạnh khỏe tốt rồi sinh sản hay gáy gù này nọ rồi đó, rồi làm khách đồ ngoan ngoãn hay này nọ, các bạn gửi hình này nọ rồi mình cũng thấy cũng vui nữa, đúng không?
chứ không phải là bán cho các bạn rồi là coi như bỏ đây, gọi là bán bỏ đó. Mình ở đây mình không có các bạn ơi, mà mình bán cho các bạn cái gì nữa, thường thường mình bán là không có bán lẻ luôn, mình bán trừ khi anh em ở đây thấy rồi thích thì mình mới chia lại, chứ còn mình bán cho các bạn là bán một đôi là một cặp trong tổ ra luôn. Còn cái chim nào nó nở lẻ thì mình để mình nuôi, chứ mình không có bán. Còn anh em lại đây thích thì mình mới chia lại, và mình không bao giờ bao chống máy cho các bạn luôn. Ơi xin đậu chiếc ga nói chuyện xíu rồi con, chạy nhảy tầm lum quá, cho vô đây để em thôi gà nó đã, cho nó là vừa đó đi cho chơi thoải mái được. Đó là không có bán lẻ và cũng không có bao chống máy cho các bạn, bán là bán đúng một cặp cũng chưa hẳn gọi là chống máy luôn nha các bạn. Nhiều bạn nghĩ rằng một cặp lúc nào cũng là chống máy thì đúng là phần trăm nó chống máy cao, nó xác suất khoảng chừng 70% thôi, còn 30% còn lại nó cũng ra hai máy hai chống bình thường. Cho đến những ông cụ chơi cua mồi lâu năm luôn cũng nghĩ rằng một đôi chim lúc nào cũng là chống máy các bạn, thì ai cũng vậy thôi. Mỗi người chơi cái môn nào thì sẽ hiểu cái môn đó. Ví dụ như người ta chơi cua mồi thì người ta khác, ta chơi cua mồi thì có cái nước chơi với cái cách chơi bà của cua mồi, còn mình nuôi sinh sản thì mình hiểu cái cách của nuôi sinh sản, thì cũng không có tài giỏi gì các bạn ơi, thì cũng trải qua mới biết thôi. Thì cũng giống như một đôi lúc nào là nó ra trống hai máy mình đã bị rồi thì mới biết, chứ đâu có phải cái gì mà ai cũng biết đâu các bạn, thì mình nuôi nhiều thì biết hả. Đó thì mình nuôi thì mình cũng nhận ra là biết là có xác sức, nhìn cảm quan biết con nào chống máy với mình nuôi cũng biết chống máy, nhưng mà khi bán là không bao giờ bao chống máy nha các bạn. Và mình cũng đâu có bán là chênh lệch gì đâu các bạn. Thí dụ một cặp đó mình bán là 300, nhưng mình bán lẻ cho các bạn cũng là 150 đó, con trống cũng 150, mà con máy cũng là 150. Ở đây mình không có phân biệt giới tính đó, mình ở đây mình chủ yếu mình nuôi sinh sản, mình không có phân biệt giới tính là trọng nam khinh nữ gì hết á. Trống máy gì cũng là như nhau, ở đây mình đối xử đều như nhau hết, trống máy là như nhau đó. Tại mình nuôi sinh sản mà, máy thì mình để lại mình nuôi nó đẻ tiếp chứ có gì đâu các bạn đó. Thì mình trống thì mình để mình đạp đổ giống gì đó, thì có trống có máy nó mới cân bằng. Mình nuôi sinh sản mà phải cần trống cần máy, chứ còn người ta nuôi khách nuôi mồi này nọ thì nó khác. Cho nên mình đều đối xử như nhau và một giá như nhau, trống máy gì cũng vậy. Một cặp thì 300, lẻ thì cũng là 150, trống cũng 150 mà máy cũng 150. Mình thì biết trống máy đó, nhưng mình bán các bạn mình không có bao trống máy đó. Ôi trời trời, cậu cái chị đó lại vô xử ăn của ta luôn rồi. Thì ở đây mình cũng có mùa mớ ít chim thôi các bạn ơi, với mình đã hứa bán cho mấy anh em gần gần ở khu vực của mình hết rồi, với người ta lại người ta xem người ta bắt hết, cho nên là mình chưa có bán ship xa đó, chưa có bán ship xa, với cũng không có để mà ship các bạn ơi, có một ít để mình nuôi rồi mình gầy tiếp à đó. Rồi nếu các bạn nào mà tự tìm những chỗ nào mà mua đó, những chỗ uy tín mà mua không được thì các bạn cứ nhắn tin cho mình, thì mình sẽ cũng quen nhiều mấy ông anh ở tỉnh này tỉnh khác lắm, rồi mình coi gần đó rồi mình giới thiệu cho các bạn mua, chứ mình cũng không có làm hiểm làm gì mà để giấu để mà kinh doanh mua bán mình. Tại mình cũng là gọi là nuôi chơi thôi các bạn ơi, giải trí thôi. Còn các bạn nào thích, các bạn nào cần quá thì mình coi vòng vòng nó gần gần cho các bạn tiện các bạn mua. Chứ mình kiếm lựa những chỗ uy tín cho các bạn. Thì đa số mình quen là những chỗ uy tín không các bạn ơi, tại vì những chỗ giả dối mình đâu có chơi. Mình dân chơi với nhau mà. Thì lúc trước mình cũng mua một vàng chim thái, các bạn cũng thấy rồi đó. Mua một vàng chim thái gần mười mấy 20 triệu mà mình vẫn chuyển phản liền một cái gụp, và mình phải tốn thêm 200.000 tiền ship và thức tim gần 2 giờ đêm đi lấy chim đó.
mình cũng ban đầu cũng lạ qua lâu bắt với các bạn thôi, nhưng mà mình biết cái chỗ đó là nó, mình xem mình tìm hiểu rồi biết chỗ đó chạy chạy lớn uy tín này nọ, cũng không ai lường gạt mình như vậy. Và người ta chụp hình này nọ và chuyển đúng như cái những đôi chim mình mua luôn. Rồi từ từ mình quen nhiều chỗ này chỗ nọ, mình mua chỗ này ít, chỗ kia ít, này ít, chỗ kia ít gì đó các bạn. Rồi mình quen nhiều, cho nên các bạn nào muốn mua thì nhắn tin rồi mình cho chỗ nào gần thì mình chỉ cho các bạn. Thôi cũng chiều các bạn ơi, mình coi mình cho mấy đôi chim cu của mình nó ăn rồi nó đi ngủ nữa. Còn bây giờ thôi video này kết thúc nha. Rồi khi ngồi nói xàm nói nhảm nhiều quá cũng có nhiều bạn không thích vô chửi lắm. Bởi vì các bạn nào thích thì thôi. Rồi bởi vì các bạn nào thích mình chia sẻ thì mình cảm ơn, còn các bạn nào không thích thì chửi thì mình chịu thôi chứ sao giờ. Mình được lòng người này thì mất lòng người kia thôi. Còn bây giờ thì video kết thúc tại đây nha. Bye bye các bạn. Chúc tất cả mọi người luôn được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào. Bye bye, hôm nay gặp lại clip tiếp theo. Quay.